Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần hết sức quan trọng, đó là phần cơ chế. Để cho bầu ngực của chúng ta có thể tăng được về mặt kích thước thì chúng ta phải đặt cơ thể của mình vào một cái trạng thái giống như là chúng ta dậy thì thêm một lần thứ hai. Và rõ ràng đây là một cái hành trình không đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải làm 4 bước: tăng được cái lượng estrogen và đồng thời giảm được cái lượng estrogen giả ở trong cơ thể của chúng ta xuống. Thứ hai là chúng ta phải tăng lượng được lượng hormone prolactin lên. Thứ ba là chúng ta phải tăng được cái những cái hormone tăng trưởng lên. Và cuối cùng là chúng ta phải giảm được cái lượng testosterone dư thừa xuống. Đây là 4 cái phần rất là quan trọng, và điểm mấu chốt ở chỗ là chúng ta phải làm sao đó để có thể kích thích cơ thể của chúng ta tự tạo ra hormone, chứ không phải là đưa hormone từ bên ngoài vào. Cái việc mà hormone ngoại sinh, hormone tổng hợp và đưa từ bên ngoài vào là một việc hết sức nguy hiểm, và nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta có thể gặp phải những cái nguy cơ bị bệnh. Thế còn khi mà chúng ta sử dụng những cái chế độ dinh dưỡng, rồi những cái động tác massage, những cái bài tập, những cái thay đổi về mặt cơ chế sinh hoạt hàng ngày, thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta hiểu được cái, những cái kích thích đó, và từ đó nó sẽ tự sản sinh ra, tự điều chỉnh. Thì đây chính là cái cách mà mình tăng được kích thước ngực một cách tự nhiên mà không cần phải dùng đến những cái hỗ trợ của bất kể một cái loại thuốc nào trên thị trường. Trước tiên, để tăng được cái lượng estrogen ở bên trong cơ thể thì bạn phải hiểu rằng là chúng ta được điều chỉnh tất cả những cái việc lượng hormone tiết ra là bằng cơ chế thần kinh. Và nếu như chúng ta đang ở trong độ tuổi sinh sản này, bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là trong một tháng, trong một chu kỳ kinh nguyệt đấy, cái nồng độ hormone nó cũng thay đổi. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm tăng cái nồng độ hormone này bằng chính những cái kích thích vô cùng tự nhiên liên quan mật thiết đến một cái cơ chế mà có thể gọi là cơ chế duy trì nòi giống. Và đây chính là một trong những cái cách mà tự nhiên nhất để chúng ta có thể tăng được lượng estrogen lên mà không cần sử dụng đến một số những cái loại thực phẩm mà bản thân nó chứa những cái thành phần giống như estrogen. Anna đang cụ thể nhắc đến đây giống như là mầm đậu nành. Bạn sẽ thấy là ở trong chương trình này Anna không hề dùng mầm đậu nành, cũng không hề dùng bất kể một cái sản phẩm nào từ đậu nành, bởi vì là chúng ta có quá nhiều những cái loại đậu nành biến đổi gen mà mình sẽ không biết được là cái hậu quả của nó sẽ làm sao. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp khác, đó là phương pháp tác động thông qua những cái kích thích về mặt thần kinh để cơ thể của chúng ta sản sinh ra nhiều estrogen hơn. Hãy nhớ về cái tác dụng phụ của cái tác dụng mà sinh dục phụ của bộ ngực của chúng ta. Bộ ngực của chúng ta không phải chỉ được sinh ra để cho em bé ăn sữa mẹ không đâu, mà nó còn có một cái vai trò về việc hấp dẫn giới tính. Anna sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn cứ làm theo thôi. Đôi khi mình không cần phải hiểu biết cấu tạo, rồi thậm chí không cần phải hiểu theo cái kiểu là biết cách chế tạo ra được một cái máy bay, mà chúng ta vẫn có thể đi trên cái máy bay, vẫn có thể sử dụng nó, đúng không ạ? Nên bạn chỉ cần tin và cứ tin vào quy trình thôi, thì ngực của bạn bự lên và an toàn như thế là được. Đồng thời, một phần hết sức quan trọng đó là không phải chúng ta cứ làm sao để nó ồ ạt vào cùng một lúc. Trong khoa học và trong tự nhiên nó hay có những câu, ví dụ như là mỗi ngày một quả táo thì sẽ tránh xa được bác sĩ. Nhưng không có nghĩa rằng là gì. Tại vì cái việc mình ăn mỗi ngày một quả táo, mình lại ăn dồn dập 7 quả táo trong cùng một ngày, như thế là nó sẽ không mang lại cái kết quả gì cả. Cho nên để mà tăng được lượng estrogen thì những kích thích đấy nó phải đều đặn diễn ra, đều đặn hàng ngày diễn ra, và nó duy trì được hàng năm, duy trì được nhiều năm, thì bộ ngực của bạn luôn luôn đẹp và size ngực của bạn sẽ luôn luôn giữ được ở cái mức mà bạn đã tăng lên được. Là ví dụ bạn tăng được 5cm, bạn sẽ giữ được cái mức đó một cách lâu dài cho đến khi bạn già luôn. Đồng thời, để mà cái estrogen đấy nó có thể tác động được thì bạn phải hiểu là ở bên trong cơ thể của chúng ta nó có một cái gọi là fake estrogen, tức là loại estrogen giả. Chúng ta thường ít quan tâm đến điều này và cũng ít biết đến điều này. Estrogen giả là cái gì ạ? Nó có thể nói là một sản phẩm phụ của cái nền công nghiệp thực phẩm hiện nay. Tất cả những cái bột béo đều được làm từ những cái đồng hóa thêm những cái gốc dầu mỏ vào, và người ta sẽ gọi là xenoestrogen. Nếu mà ai đó học hóa học thì sẽ nhớ đến cái gốc của xeno này. Và khi mà nó đưa thêm tất cả những cái gốc từ dầu mỏ vào thì nó đưa vào và nó làm cho là gì? Cái cấu tạo đó nó gần giống như là estrogen của chúng ta về cấu trúc hóa học. Thế nhưng nó lại không có chức năng giống như estrogen. Nhưng một điều đáng buồn là gì? Khi mà xenoestrogen lưu hành ở trong máu thì nó làm cho cơ thể của chúng ta có những cái thụ thể, và những thụ thể đấy lại chấp nhận xenoestrogen và từ chối cái estrogen. Tức là cơ thể của chúng ta lại chấp nhận một cái giả, rồi cái giả đấy nó không có chức năng và không chấp nhận cái estrogen thật. Cho nên cơ thể của chúng ta có thể vẫn tiết ra estrogen, và nhẽ ra lẽ ra là ngực của chúng ta vẫn tăng hơn được kích thước. Thế nhưng bởi vì chúng ta đã không giảm cái lượng xenoestrogen là dạng estrogen giả xuống, cho nên là nó di chuyển trong máu
gõ cửa trong phòng nhà mình nhưng không thể vào được bên trong nhà mình, tức là không thể vào được đến các mô mỡ ở ngực. Đấy là lý do tại sao mà khi chúng ta không đồng thời làm hai việc này cùng một lúc thì ngực của chúng ta không thể tăng lên được. Vậy sản phẩm nào là sản phẩm mà có xenoestrogen? Bạn hãy đoán đi, một món vô cùng nổi tiếng mà rất nhiều bạn trẻ thích, đó là trà sữa. Trong trà sữa có rất là nhiều bột béo, và bột béo không chỉ có ở trong trà sữa đâu, nó gọi chung là chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa khi vào bên trong cơ thể của chúng ta thì nó cần phải đến 49 ngày để tiêu hóa, và quan trọng hơn là nó gây ra rất là nhiều những cái bệnh, nó tích tụ ở những cái vùng mà mỡ nội tạng. Và bây giờ đến bầu ngực của chúng ta, nếu bạn quan tâm đến bầu ngực và muốn gia tăng kích thước của bầu ngực thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta không chấp nhận estrogen nữa, và cho dù chúng ta có nỗ lực đến bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể nào có thể tăng được kích thước bầu ngực của mình lên. Như vậy thì bạn sẽ phải loại bỏ tất cả những sản phẩm mà có chất béo chuyển hóa, bỏ luôn cả những cái món mà bạn đang có vẻ một số bạn rất là yêu thích, đó là món trà sữa, và đồng thời thêm một số những cái món mà như là ở trong kem, tất cả những cái loại cream béo này, hoặc là bơ, tất cả những cái loại bánh thì người ta đều cho thêm những cái loại chất béo chuyển hóa vào, và bạn hoàn toàn có thể nhìn được cái ký hiệu của nó. Nó có tên tiếng Anh là trans fat, và bạn có thể tìm được cái trans fat này ở rất là nhiều những cái vỏ bao bì ở Mỹ. Và ở một số những cái nước mà họ khắt khe thì họ sẽ có quy định là tỷ lệ trans fat trong thực phẩm được ở mức giới hạn bao nhiêu. Ở Việt Nam của chúng ta thì hình như chưa có quy định về việc này. Cho nên là hãy tự mình bảo vệ bản thân mình và tự mình giảm được cái lượng fat estrogen xuống nhé. Đồng thời bạn cũng sẽ cần phải giảm tất cả những cái đồ dụng cụ bằng nhựa. Mình cũng phải giảm hết bớt đi, bởi vì trong tất cả những cái đồ dụng cụ bằng nhựa thì nó đều có những cái gốc từ dầu mỏ, và như vậy nó đều có làm tăng cái lượng xenoestrogen lên và ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Thứ hai, chúng ta sẽ phải tìm cách để tăng được cái loại hormone prolactin lên. Prolactin là một loại hormone vô cùng quyền lực, và nó hoạt động đồng thời cùng với cả estrogen, và nó sẽ giúp kích thích cho những cái tế bào mỡ của chúng ta được làm đầy lên ở bên trong bầu ngực của chúng ta. Giống như là các phụ nữ mang thai thì họ cũng được tạo ra prolactin á. Cho nên bạn thấy là phụ nữ mang thai thì ngực của họ bự lên rất là nhiều, đúng không ạ? Đồng thời prolactin cũng sẽ giúp loại bỏ hết tất cả những cái lượng estrogen dư thừa. Bạn phải nhớ rằng là cơ thể của chúng ta luôn luôn có những cái bí kíp để điều chỉnh. Nhiều quá cũng gây bệnh mà ít quá thì cũng không tốt. Cho nên rằng là nhiều quá nó cần phải có thêm một người anh em hỗ trợ để loại bỏ bớt đi. Chứ bạn có thể yên tâm hoàn toàn rằng là nếu mà hai hormone này hoạt động đồng thời với nhau thì bạn sẽ không bị là một cái quá dư thừa và gây ra những hiện tượng là bị bệnh đâu. Ngoài ra chúng ta không hề đưa hormone ngoại sinh từ bên ngoài vào, cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Trong một số những cái loại thực phẩm thì đã có sẵn những cái yếu tố để cơ thể kích thích sản xuất prolactin, và bạn sẽ tìm thấy thông tin này ở trong phần dinh dưỡng. Đồng thời các động tác massage chính là một trong những cái yếu tố để tăng được cái lượng prolactin ở bên trong cơ thể của chúng ta, và từ đó mà bầu ngực của chúng ta được làm đầy, các mô mỡ ở bên trong bầu ngực của chúng ta được làm đầy. Khi mà bạn đưa thêm chất béo vào bên trong cơ thể kết hợp với cái việc là chúng ta có những kích thích để prolactin được tạo ra thì mỡ đó sẽ được ưu tiên để kích thích và dự trữ ở vùng ngực. Nào, nó là một công đôi việc, đúng không? Mình vừa được ăn này, mình vừa có ngực đẹp mà mình lại không bị sợ là mỡ nó sẽ tích nhiều ở vùng bụng. Cái điều thứ ba là chúng ta phải tăng cường những cái loại hormone tăng trưởng bên trong cơ thể của chúng ta lên. Điều này thì nó không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ làm tăng theo cái kiểu là đột ngột, mà thực ra là gì? Để cho nói đúng hơn là phải làm cho những cái hormone tăng trưởng đang có sẵn trong cơ thể của chúng ta được sản sinh một cách đầy đủ thì đúng hơn, và cơ thể của chúng ta có thể hấp thụ được những loại hormone đó bằng cách là bạn sẽ cần phải điều chỉnh một chế độ dinh dưỡng mà nó tốt cho sức khỏe và nó cung cấp đủ dưỡng chất cho tế bào. Thông thường chúng ta hay có thói quen là thích ăn một số món và không thích ăn một số món. Đồng thời chúng ta chưa có thói quen và chưa biết một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và cung cấp được cho những cái tế bào tất cả những cái nguyên tố vi lượng và những cái loại enzyme, những cái loại hormone mà tế bào của chúng ta cần. Cho nên là cái điều quan trọng ở đây, cốt yếu ở đây là chúng ta cần phải tạo ra và chúng ta cần phải theo một cái chế độ dinh dưỡng. Anna sẽ hướng dẫn bạn ở bên dưới và bạn chỉ cần thực hiện theo thôi thì tự động các loại hormone tăng trưởng mà cần thiết cho cơ thể nó sẽ được kích thích để mà tạo ra. Rồi, cái cuối cùng đó là chúng ta cần phải làm giảm cái lượng testosterone dư thừa xuống. Bình thường thì cả ở trong cơ thể của người nữ hay người nam đều có testosterone. Và trong cơ thể người nữ, testosterone cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành cơ bắp này, rồi liên quan đến độ chắc khỏe của hệ cơ và xương, rồi đồng thời nó cũng tạo ra những cái đường nét cho cơ. Nếu như ai mà thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì testosterone của họ cũng sẽ tăng lên. Và nếu mà tăng lên một mức độ vừa phải là theo cơ chế tự nhiên á, thì nó có thể sẽ hỗ trợ để cho chúng ta tăng được cái ham muốn tình dục.
Thế còn nếu mình không có testosterone cũng không được, bởi vì lúc đấy cái ham muốn của chúng ta nó sẽ giảm sút. Đấy cũng chính là lý do tại sao mà đàn ông họ có cái lượng testosterone cao hơn chúng ta gấp rất nhiều lần, cho nên là họ có cái thường là có cái quan tâm về đời sống chăn gối nhiều hơn, nhiều hơn cân bằng nếu mà mình so sánh trung bình với một người phụ nữ. Thế thì vậy thì như thế nào gọi là testosterone dư thừa? Nó dư thừa khi mà chế độ dinh dưỡng của chúng ta không hợp lý. Tức là người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là khi mà lượng insulin, nồng độ insulin ở bên trong cơ thể của chúng ta tăng cao thì đồng thời testosterone cũng sẽ được tăng lên. Đây chính là điểm mấu chốt. Nếu như bạn có đọc ở đâu đấy, bạn sẽ người ta nghe thấy người ta nói rằng là đường, tức là ngọt ý, đường tinh luyện là kẻ thù của bộ ngực. Bởi vì làm sao? Đường tinh luyện hay những cái loại thực phẩm ngọt, hay những cái loại mà thực phẩm chế biến rất là nhiều và làm cho chỉ số đường huyết tăng lên, thì lúc đó testosterone của chúng ta sẽ bị động tăng lên bởi insulin, chứ không phải là bởi những cái kích thích về mặt cơ bắp hay là những cái kích thích về nhu cầu chăn gối. Và lúc đó thì nó được gọi là một sự tăng testosterone dư thừa. Và chính điều này nó sẽ cản trở cái quá trình mà mình tăng kích thước của bầu ngực. Cho nên là trong song song cùng với tất cả những cái loại thực phẩm để mà làm hỗ trợ cho bầu ngực của bạn được tăng cường những cái mô ngực và mô mỡ dưới da, thì Anna cũng đồng thời hướng dẫn cho bạn luôn một danh mục thực phẩm mà bạn ăn vào, nó sẽ vừa giúp cho bạn có sức khỏe tốt này, vừa làm thanh lọc và làm sạch cơ thể của bạn, và làm cơ thể của bạn trẻ trung da, và đồng thời duy trì cái mức đường huyết của bạn ở cái mức vô cùng căn bản và rất là gọi là rất là đẹp, để giúp cho bạn có thể điều chỉnh và làm giảm những cái nguy cơ mà tăng testosterone do cái thói quen dinh dưỡng hiện đại ngày nay mang lại.